Thưa quý vị, cùng với việc phát triển hạ tầng đô thị thì những năm gần đây, huyện Diễn Châu chú trọng thu hút các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đầu tư vào địa bàn, từ đó đã hình thành các cụm dân cư chất lượng cao, góp phần làm cho bộ mặt đô thị ở huyện miền biển này ngày càng khang trang, tạo được sức hút để có thể phát triển kinh tế xã hội. Cùng với 3 dự án khu nhà ở đô thị và dịch vụ trên địa bàn được đầu tư xây dựng, thì dự án TNR Star Diễn Châu được huyện xác định là dự án trọng điểm, chất lượng cao. Dự án có tổng thể 1.196 lô đất nền và căn hộ xây sẵn, đáp ứng quy mô dân số hơn 4.000 nhân khẩu. Theo như bác, đây là số 1 của Diễn Châu, mà không số 1 Diễn Châu mà có số 1 của Nghệ An nữa, tức là rất đẹp, tức là ba bên nó có về sông, tức là giống như một hòn đảo nhỏ. Còn ở trước thì là đường 1, giao thông là trung tâm của huyện. Đây không phải là thị trấn nhưng mà vẫn trung tâm của huyện. Trong huyện thì cả huyện chia ra thì đây vẫn nằm ở giữa, là có đường liên Gaxi rồi có cảng Gạch Vạt, tức là rất thuận tiện cho dân đi lại. Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay dự án TNR Star Diễn Châu đã hoàn thiện các hạng mục đường giao thông, điện, nước, hệ thống cây xanh và khu nhà ở liền kề. Với lợi thế về vị trí nằm sát đường quốc lộ 1A và thị trấn Diễn Châu, đây sẽ là nơi ở kinh doanh thuận lợi cho cư dân. Khi về dự án làm ở đây thì chúng tôi được huyện Diễn Châu hết sức tạo điều kiện và ủng hộ để chúng tôi xử lý các hạ tầng. Và đến như hiện tại, như các bạn thấy là chúng tôi đã hoàn thành cơ bản đến 95% hạ tầng cảnh quan và được rất nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của huyện. Đây là một cái nền móng đầu tiên mà chúng tôi phát triển, và hiện tại chúng tôi đang nghiên cứu và phát triển từ khoảng tầm 3 đến 5 cái dự án nữa ở trên các cái huyện ở trên địa bàn Nghệ An. Chúng tôi đánh giá đây là một trong những dự án bất động sản, khu đô thị thương mại và khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên trên địa bàn huyện Châu. Dự án này hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng cái nhu cầu thiết yếu về nhà ở, chỉnh trang đô thị và góp phần hình thành nên cái từng bước cái bộ mặt đô thị huyện Diễn Châu, và qua đó thì thúc đẩy cái hoạt động thương mại dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Diễn Châu. Chúng tôi cũng đánh giá rất cao nỗ lực của chủ đầu tư trong cái việc triển khai thực hiện dự án, từ cái việc hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho đến việc triển khai xây dựng hạ tầng đồng bộ hiện đại theo kế hoạch được duyệt. Và chúng tôi cũng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm cái luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở và luật xây dựng. Triển khai thực hiện các dự án nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn một cách bài bản, có quy hoạch rõ ràng, Diễn Châu đang từng bước hiện thực quy hoạch mở rộng địa giới hành chính theo đề án đã được phê duyệt. Các dự án này khi hoàn thành sẽ góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị biển Diễn Châu.